mà mình cũng chưa có vợ, cho nên hỏi đại thôi, em có thương anh không? Bả là phụ trách bổ quá, chế biến ba cây ngồi nổ á, bị nổ chết thục mấy lần. Mà có cái người mà coi như đứng cưa bom giống y bả trong rừng á. Thằng đó giờ là không còn. Chào đón ông bà. Xin mời ông có thể giới thiệu về mình. Tôi coi như là Phùng Nhân Đức, sinh năm 1941. Dạ. Và xã tôi là coi như sinh năm 1950. Ông là quê ở đâu ông ạ? Dạ, quê của tôi là ở tỉnh Bình Dương, huyện Tân Nguyên. Về hưu và công tác tại thành phố Thủ Dầu Một. Xin mời bà. Tên Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 50, quê ở Củ Chi. Ông ở Bình Dương, bà ở Củ Chi. Rồi cái mối lương duyên nào mà hai người gặp nhau không nhỉ? Chúng tôi là cái người ở phía trước, coi như tiền tuyến á. Và tôi là bộ đội. Còn bà xã tôi lúc đó là ở quân giới, là chỗ sản xuất vũ khí á. Tới năm 70 là tôi về phía sau, tôi làm nhiệm vụ giữ tù binh. Bà xã tôi coi như là cũng ở phân xưởng sản xuất quân giới, là công nhân quốc phòng á. Chúng tôi gặp nhau trường hợp là mùa khô năm 1970 tháng 10. Lúc đó là khó khăn chiến trường là khó khăn về lương thực. Cho nên tôi lên nó cắt lúa, thu hoạch lúa. Đơn vị tôi cử tôi đi. Còn đơn vị bà xã tôi là lúc đó thì cử bà đi. Thì lần đầu tiên á, cắt lúa. Dạ, cắt lúa. Lúa trong rừng, làm rẫy trong rừng ở sâu. Rừng ở đâu ông? Rừng già coi như miệt còn chiến khu đê đó. Lên nữa. Rồi cắt lúa sao, làm lúa sao gặp nhau? Cắt lúa thì rẫy cơ quan làm chung á, gần nhau. Mình gặp nhau vậy rồi cái ấn tượng khi mà mình nhìn thấy nhau nó là cái gì ông bà? Rồi lúc đó tôi nói thẳng vậy này. Tôi là dân bộ đội về chiến trường. Về phía sau rồi cũng muốn có vợ. So với mình thì cổ nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng mà lúc mà mình cũng chưa có vợ, cho nên cũng hỏi đại thôi, em có thương anh không? Thì cô nói là để từng lễ sau trả lời. Thôi, nhanh lên. Mới vừa gặp cái hỏi người ta thương không? Nói thẳng về bộ đội mà. Rất nhiều cô ở đó mà tại sao chú lại để ý mình không, cô? Không, bây giờ đúng ra trên đó là ít phụ nữ làm lúa lắm. À. Có lên thì cũng lựa người biết làm mới lên. Cô, bữa đó cô đi bao nhiêu người phụ nữ cô? 4-5 đứa mà mấy cô kia không biết làm lúa. À. Kia chỉ đợi làm để mang gạo về cho cơ quan thôi. Chỉ của mình cô biết làm lúa thôi. Chứ mình thấy cô tiếp cận gần chú. Đang cắt lúa kia, ảnh bên rẫy, ảnh không cắt mà ảnh chạy qua đây. Chạy đây cái nói, giờ anh hỏi thiệt em cái này nha. Nếu được á thì em nói được, còn không được thì thôi. Chứ em đừng nói với ai, họ cười anh chết. Hỏi chứ nói vậy. Em nói giờ anh thương em thiệt á. Cái mình không cắt nữa. Đứng dậy cái vịnh cái ngực mà cũng hơi rung rung. Cái nói thôi để suy nghĩ tuần lễ rồi trả lời. Ủa như lúc đó biết ông này tên gì chưa, ở đâu chưa? Biết nhau rồi, biết tên nhau thâu chưa? Chưa có gì hết trơn á. Mà người ta nói thương mình vậy cũng giật mình cô hả? Giật mình suy nghĩ không biết ông này ông lớn tuổi mà không biết ông nói giọng nói thiệt không. Lúc là bà khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Lúc là 22. Có mối tình đầu nào chưa? Chưa. Trong tuần đó là nghĩ cái gì bà? Cứ nghĩ tối nghĩ cái nơi không biết làm sao đây nữa. Rồi cái ở gần cũng qua lợi cũng trò chuyện á, tìm hiểu đầu tư, rồi tìm hiểu hai bên gia đình. Rồi lúc đó làm lúa xong rồi mới trở về cơ quan ngay nãy về. Sau khi mà nói để tuần nữa trả lời, ông có nôn nao gì không? Lúc đó tôi biết thế nào cũng được. Ủa sao hay vậy? Dù mình hỏi chứ nói thấy coi như cái mặt đỏ lên rồi thấy nhìn. Lúc đó thì nói chung mình không có chân mà tới lúc đó cái tướng bộ đội mình về cũng đẹp trai à. Đoán là chắc là cô đồng ý hả? Đồng ý. Còn sao tới hỏi hả? Hỏi em đồng ý chưa hay sao? Không phải, bây giờ rồi nói em nói thôi được, nhưng mà thôi đỡ thời gian tìm hiểu. Khoảng năm về năm á thì được thì mới tiến hành đám cưới. Là bà trả lời luôn? Trả lời luôn. Là được luôn? Trời nhanh vậy ta. Bà sao mà mới có tuần suy nghĩ nhanh vậy? Thấy anh dân bộ đội với lại quá trình theo cách mạng thì chắc có lẽ cũng không đến đâu đổi là xạo. À, nhờ cái theo cách mạng đó. Từ lúc đó cho tới lúc mà lấy nhau thì khoảng bao nhiêu năm hả ông bà? Tôi được gặp nhau cái mùa khô năm 1970. Dạ. Bà xã tôi nói hơi lộn cái chỗ là tuổi. Chứ lúc đó bà mới 21 tuổi. Dạ. Tôi mới 30, gặp nhau vậy.
thì như vậy là hứa nhau vậy, thì mà sau mùa lúa đó thì mỗi người về đơn vị, thì ra rai tôi đến tôi thăm, ví dụ vài ba tháng tôi thăm, thì đơn vị tôi đã cách nhau chừng đơn vị là qua đường kia ba tiếng, ba tiếng đường rừng á, mà tôi lúc nó biết sao nó yêu rồi, nó thương quá sao cứ một mình mà dám mà xin phép đơn vị đi thăm, đi ba tiếng hồ băng rừng. Có những lần đi vô là coi ở chung với hầm của đơn vị bảo là coi có bà xã tôi á, là bị bên năm hai nó càng tôi đặt coi dây xong cái đêm đó tôi hoặc tôi chạy về nhà đơn vị chứ đâu dám ở đó. Nhiều lần còn bị pháo nữa, mà tôi đi mình lúc mà bộ đội nó dạng lắm. Anh đi thăm thì anh có cái súng, còn mình nữ đi một mình thì đâu ai cho đi. Nhiều khi đi thăm ví dụ như là vài giờ trưa thì mình còn đang làm việc, ngăn giọng nằm chờ cho khuya hết làm việc hay nói chuyện. Xách súng đi mình vậy đó, băng rừng luôn. Băng rừng. Trong những lần mà mình băng rừng mình đi như vậy á, là mình có gặp cái sự cố nào không? Thì đó tôi nó bị pháo đó. Nhưng dạ. Mà không sao rồi vô ngủ chung với đơn vị bả là bị bên năm hai nó dập nữa. Dạ, tức là mình đơn trên đường mình đi là mình bị pháo. Rồi mình lật mình chui xuống cái hầm của đàn gái. Nhưng mà chui xuống hầm ngủ chung với đồng đội hay ngủ riêng với đồng chí? Thì đó ai nghĩ sao cũng được. Có cũng như cái hầm. Có hầm ngủ chứ. Đào rồi có bự vậy rồi cái cây để ngang găng võng á, mỗi người cái võng á nằm gần gần á. Nằm chung với đồng đội hay nằm gần đồng chí này? Nằm chung đồng đội. Có lần có nào nằm sát đồng chí này không? Có luôn, không có sao đâu. Mình nằm sát rồi mình có khều khều tay đồ không chú? Cái đó thì chịu, mình khều không chịu thôi chứ. Rồi có khều không? Có chứ. Có tình cảm rồi phải chiến đấu tới cùng chứ. Tranh thủ liền ha. Tranh thủ liền chứ. Dạ. Của ông Đạn. Chết sống qua giờ qua bất thường. Mình tìm hiểu nhau, mình thương nhau, cứ chịu nhau thì cứ lấy nhau trước có sao đâu. Ủa nhưng mà đồng đội đông vậy rồi đâu có chỗ nói vậy nào thì riêng nói tư. Cho nó có vậy thực tế là mình phải đi cái tiệm cái chỗ kính sơ hở chứ đâu phải muốn làm đâu làm được. Bà ơi, rồi lúc đó ông dụ bà đi làm sao? Đâu có đi đâu xa đâu. Về ở cái quan rồi qua cũng nói chuyện đàng hoàng chứ đâu có dám đi cái chỗ mà. Tôi nói cho bà tôi chân đi. Biết á, cái bà này á thì tôi coi như là bà cái loại mà tôi kêu bà lũ đạn sét không à. Tại sao tôi nói cho đó không? Bà là phụ trách bổ quá chế biến bà cây ngồi nổ á. Có hồi là coi như bị thuốc ngồi nổ là nó phật nó cháy nổ cháy quần cháy áo cháy mặt cháy mày thấy cái mền á. Nhưng mà giờ mình thương cứ thương thôi chứ kiên quyết. Người sao kêu phụ nữ bằng lũ đạn sét? Thì tại vì tôi nói đây nói chơi á là coi như là đặt trong cái ví dụ như trong rừng á, lũ đạn á thì bà đâu phải nhiều đạn mà tăng tiến hiện đại như ta à. Lũ đạn coi như là tự sản xuất mà tự chế á thì có khi cái đầu nó bị xét, cái đầu đạn nó bị xét hết trơn, cái hậu không nổ nữa chứ ở đó sợ vậy chứ bộ. Mà bà chơi biến cái đó cho nên tôi nó kêu bà là lũ đạn xét cái gì đâu. Lần đầu tiên ông hung bà mắc cỡ không bà? Nhớ hung đâu không? Dễ thương quá. Lúc rồi mắc cỡ rồi bà sao bà? Có quay mặt đi không bà? Hả? Che mặt lại vậy nè. Che là vậy luôn hả? Ông hung rồi che mặt lại vậy. Bây giờ tôi nói về ba tổ chức nè, ai đi Cần Giờ vậy không? Vô cái chỗ mà căn cứ trinh sát đó, thấy cái căn cứ mà có cái người mà coi như đứng cưa bom, giống y bả trong rừng á, giống y trong cái đơn vị bả trong rừng á. Vậy thì ông bà yêu nhau bao nhiêu năm ở trong rừng đó? Cũng khoảng 2 năm mấy mới làm đám tuyên bố. Thì dân tôi thì bộ đội để về phía sau là giữ tù binh. Còn bà thì coi như cái dân mà ở quân xưởng để mà sản xuất vũ khí. Trong lúc tìm hiểu và tổ chức hai bên, báo cáo hai tổ chức hai bên đã biết hết rồi. Thời tới cái năm mùa khô của năm 73 đó, sắp định Paris á, thì hai bên mới đồng ý cho tuyên bố. Tuyên bố nhau cái dắt về thăm đình, thăm gia đình. Gia đình tôi Tân Quyên mà căn cứ gần đó cái thăm, gia đình thăm cũng ra mắt. Vậy cũng đâu có một cái tình yêu lãng mạn hay gì hả ông bà? Không, có làm rừng mà. Nó không phải như bây ngoài giờ chỉ có... thương thì quyết tâm thương để cho thành thôi chứ mà kiểu như ở ngoài rừng nó chết sống rồi. Bà không sợ khi mà mình lấy ông rồi một lúc nào đó bom đạn nó sẽ chi cắt hai người hả? Cũng sợ nhưng mà cũng chủ phải chịu thôi. Chết thục mấy lần là sao ông? Bị nổ người ta chết, bà không chết, bà núp vào máu rồi bà không chết thôi chứ. Dạ. Lần đó là ở trên quân khu phân công xuống ở dưới đồng bằng á, thì cái anh cũng tên anh Đức. Thì nguyên tắc người ta vô cái đầu nổ vô lần 2 hoặc 4 thôi. Cái anh Rinh nguyên 17 trái bom bi ra anh làm. Từ cái chỗ anh làm đó thì cách mình 100 thước. Nhưng mà nó nhờ cái cục vào mối đây nè.
cái mình thấy anh làm mình nói không có được, làm vậy là nguyên tắc, anh làm như vậy là không có được. Mà nói anh không nghe, mình cũng sắp xếp ra chỗ làm, vừa đặt đít xuống cái nó làm một cái đùng, trời ơi, ba người giả thuốc và chết. Trời ơi, mình nhờ cột vào máu che chở. Trong chiến tranh có thể nói sự sống và sự chết nó sát bên nhau, nhưng cũng nhờ tình yêu ông bà đã vượt qua những chặng đường đó. Người lớn sát họng đờm ho, an phế nam dược khỏi lo dung liên. Cưới nhau rồi thì bao lâu mình có con? Năm 23 em đến Paris rồi dắt về thăm nhà, lên xã tôi có bầu. Tôi thấy bệnh viện bên đó là xã tôi lúc đó có bầu rồi, là khó khăn cái vấn đề thức ăn, là kinh tế, vấn đề lương thực phải ăn cũ, có bầu ăn cũ nữa. Tôi mới thấy vậy, tôi mới xin tổ chức cho xã tôi về bên vậy, tôi có cơm cho đơn vị, cơm nhẹ nhàng hơn các bạn hả, để cưa bơm nguy hiểm quá. Ở đó ăn củ gì không? Bà xã tôi về ăn là ăn củ nần á, nó xa chứ, củ nần mà xa xưa mà bà già ông già không biết. Cái đó trong quê là ta thường lúc mà khó, hồi xưa trong chống Pháp á là đào con nần coi như đãi chín nước. Củ nần là nó giống củ gì bà? Củ bự vậy nè, một củ rồi nó cái dây nó mới bò giống y cái dây củ ngọt á. Bà có thai mà bà vẫn ăn cái củ đó? Lúc mà có bầu á là ăn phơi mì với phơi mì nướng với lại củ chụp. Trời nó khổ quá, vậy là sanh đứa con đầu tiên là trai hay gái bà? Trai. Sanh nó đó tháng 1 năm 1974. 74 là chưa giải phóng nữa. Chưa giải phóng. Mà sao nó cũng khỏe à? Lúc đó vẫn còn ở trong căn cứ. Căn cứ. Lúc đó là bơm đạn đồ còn không bà? Còn chứ. Có. Vẫn còn bơm đạn. Lúc đó nó bắn pháo nhiều. Lúc bà sanh đó là bà sanh ở tại căn cứ luôn hả? Tại trong quân y, ở trong kêu quân y chứ không phải bệnh viện. Nó đơn giản chứ không phải như đây. Dựng kiểu ni lông rồi làm cái phòng sanh, cái mình sanh thôi. Thằng đó giờ là không còn. Nếu nay còn thì nay là như 46 tuổi. Nhưng mà vì sao mất ông? Ở trong rừng về đó, ở ngoài cái làm như do sống rách ác tính. Dạ. Nó rất ác tính, mà trong quê lúc mới giải phóng khó khăn lắm, kinh tế khó khăn lắm. Không có thuốc, mà bệnh viện không có thuốc nữa, khó khăn về tờ y tế nữa. Bé đầu tiên mà bị sốt rét mất thì bà lúc đó làm sao bà? Đói, vừa đói mà vừa nuôi đó. Đói nuôi nữa. Rồi mất trong căn cứ luôn. Về ngoài mới mất. Sanh ở trong rừng mà về ngoài mới mất. Là bị sốt rét bà hả? Nó về ngoài nó mất là mất vậy. Nó bị làm như bị sưng phổi á. Chuyên môn của y tá nó cũng còn kém, cái làm mệt nó tiêm thuốc gì mà vô cái chết liền. Mình cũng có bệnh viện của kêu Bình Dương ở nhà Tân Ký á. Thêm lên thì nó nói tim cháu ngừng đập. Lúc đó là bà có người con thứ hai chưa? Khi mà coi với bà tư có đầu năm thì cái thằng kế đó có bầu trong rừng, mà lúc đó cũng chưa giải phóng, còn mấy tháng là mới giải phóng. Tháng 10 rồi năm 75 là sanh. Thằng đó giờ đúng là 45 tuổi đó. Trong lúc bơm đạn thế, tình yêu giữa ranh giới sống và chết, rồi sau đó là mình sanh người con đầu tiên lại mất nữa, thì cái tâm trạng bà lúc đó thế nào? Lúc đó cũng buồn nhưng mà cũng ráng vượt qua. Cha mẹ hai bên không còn, ổng thì còn có ông già, ổng cũng đâu giúp được gì đâu, nên là phải ráng nuôi con, rồi vừa làm việc rồi vừa nuôi con, cũng ráng vượt qua chứ giờ mình buồn hoài cũng lo không lấy nào được. Khi mà mình mất đi một cái đứa con của mình, nó kinh khủng lắm. Đứa con kỷ niệm trong rừng. Dạ. Sống chết coi như là cái đó là cái tình yêu của bà từ trong mưa bom đạn pháo mà sinh ra người con, rồi con mất. Kinh tế gia đình mà lúc đó là về nhà đó là rất khó khăn lắm. Ở chung ông già cũng không được. Con có em gái tôi là coi chị chồng á, em chồng á, không ở chung ông già nữa. Đầu hai vợ chồng tính á là chỉ về để coi phục vụ ông già. Bị tôi đó thằng một câu từ hồi bà già tôi chết năm 46. Mà lúc đó tôi mới có 5 tuổi. Ông già tôi ở nuôi ba đứa con, tôi có hai em nữa, ba con. Riết tới tôi đi bộ đội thôi, tôi có 19 tuổi tôi đi rồi. Giải phóng về, tính đêm mà xã về, phục viên về để lo cho ổng. Rốt cuộc đụng cái em chồng vậy cũng khó khăn nữa. Ở cuối cùng tôi xin dạ thôi cho chuyển thay luôn. Hai người ra riêng? Ra riêng. Rồi ông bà có mấy đứa người con tổng cộng là giờ? Đó thì giờ ba đứa con, sanh 5 lần là 5 đứa trai.
mà mắt cái thì hai đứa, đứa mắt vậy nói nãy trong rừng, còn đứa mắt nữa là do mụ, hồi đó mụ vừa mụ tầm xá rồi đó, nó không có khoa học bây giờ. Một người phụ nữ chịu quá nhiều đau đớn, đau đớn nhất là hai người con mình đã đó ra đi. Ra đi. Lúc đó bà cảm giác thế nào hả bà? Đầu óc không có. Cũng mai bây giờ nó thật, năm nay ba đứa thì nó cũng thành thành người hết rồi. Thằng lớn á, nó có hai đứa con lớn, giờ cháu nội tôi giờ một đứa hai đứa là sáu đứa. Năm trai một đứa gái là cháu nội. Rồi hai ông bà giờ sống với ai? Tôi với bà xã tôi sống một nhà riêng chứ. Vậy thôi hai cháu người con ở cái bên Úc, ở cái bên. Trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống thì điều gì có thể nuôi giữ cái tình yêu đó bền vững đến bây giờ hả bà? Thì nói chung mà cũng động viên nhau, có hồi nào giận thì cũng vui, cũng tâm sự nhau để vượt qua, chứ không có đổ mà giận dai. Ai là làm lành trước hả bà? Tôi. Nói chung vợ chồng thì ở nhau nhiều năm thì cũng có những chuyện này chuyện kia lộn xộn, chứ không ai mà trọn vẹn được hết, nhưng mình biết kiềm chế, biết giữ gìn nó. Cho có những lần tôi nói ví dụ như là lúc có đủ ba đứa con giờ thì lúc đó tôi được cắt được cái nhà rồi, lúc mới lộn xộn là cũng tự cãi nhau gì, ba bỏ ba ẵm hai đứa con mới đi, ẵm hai đứa con nhỏ đi, còn thằng lớn bỏ tôi chết rồi không biết gì sao đây. Tôi chạy tôi đón đầu đó, thì tôi đón đầu trên này cái tôi gặp tôi bà tôi đang nỉ, đang nỉ tôi nói tôi đi về chết rồi đấy, con tôi nuôi sao tôi nấu nổi, nỉ chứ tôi thiệt chứ. Lý do là sợ tôi nuôi không nổi con. Tôi không nổi, tôi cho nổi mà ai già chăng nó cho nổi. Bà ơi, lúc đó là mình đi, là mình đi cho đã nư hay là mình đi thiệt vậy bà? Đi đánh nư chứ thiệt là thiệt rồi đi luôn à. Lúc đó giận quá đi mình biết. Mới có xuống đò lên đò cái vừa thấy ông bọc chạy ông gặp ông nói thôi có gì về nhà nói đi rồi con khóc kìa. Bà giận ông gì mà vừa bà phải bỏ đi như vậy? Không biết trong cái chuyện làm ăn hàng ngày đó, về nhà để mày ốc sống đó, nhưng mà cũng cực khổ vậy. Tụi này nói chung cũng khó khăn, bà xã đi chắc để tổ chức kỷ điểm mình nữa biết sao, và ông này làm sao mà để cho vợ giận vợ ấy đâu khức đâu. Có hai nỗi lo. Lo thứ nhất là một không là nuôi con được. Đúng rồi. Thứ hai tổ chức la. Đúng rồi. Dạ, nó cho vui chứ thật chắc là cái tình nghĩa vợ chồng đó, nếu mà lúc đó mà không nghĩ là cái tôi của mình á, không kìm được cái tôi của mình á, không chạy theo năn nỉ biết đâu bà đi luôn. Tính gì ngoại? Gì ngoại vài bữa. À, tính về vài bữa thôi. Vài bữa giờ có ngoại, ba má tôi đâu còn đâu, ba má vợ đâu còn. Vậy có mấy đứa em chứ ông già bà già cũng chiến tranh mất hết rồi. Sống nhau gần 50 năm thì bà thấy ông có những tật xấu gì bà? Bên ngoại chứ về nhà thì thấy cũng tốt với vợ con. Có bao giờ ông liên quan tới trăng hoa, sắc đẹp gì bên ngoài không? Cái đó bí mật của mấy ông, ai biết được. Rồi, tôi nói tôi có được tốt cái này nè. Có quan hệ với ai á, tôi nói ta thương mình không thương, ta tội lắm. Chứ tôi nói vậy, nhưng mà thực tế là có gì tôi khai bà hết rồi. Nhưng mà có lúc ông đi Thái Lan á, vậy ông khai. Khai gì? Thôi, đừng nói vô á, đừng có nói á. Thôi, nói vậy thôi, biết rồi. Mà Thái Lan quen của gái Thái Lan. Taxi nhảy, mình nhảy rầm, anh coi chứ. Muốn coi gì coi chứ, gì đâu. Ông nói không có coi thôi à. Có coi rồi hả? Ông nói ông dám, sợ bệnh. Vậy kể luôn vậy đó hả? Ông nói ông sợ bệnh. Ông thật thà thiệt nha. Vậy sao bữa nào ông dẫn bà đi Thái Lan cho bà biết để bà nghi ngờ nữa? Tôi không dẫn ông Thái Lan mà tôi tính dẫn bà lên về rồi Bình Dương á chơi thôi. Bữa nào bà lên về nhà ông chơi nha. Bây giờ ông có hay chở bà đi chơi không? Có, đi sáng đi uống cà phê. Tôi dẫn bà đi qua chứ không? À dạ. Dễ thương. Lãng mạn quá nha. Bây giờ vậy, trên tay con là đang cầm một cái lá thư, con cũng chưa biết là của ông gửi cho bà hay là của bà gửi cho ông. Thôi thì bây giờ con sẽ mở ra và con xin phép con đọc cho khán giả nghe luôn, để khán giả tận hưởng luôn cái niềm hạnh phúc của ông bà. À, đây là thơ gửi cho ông. Ngày 10 tháng 1 năm 1972, thư gửi: anh thương nhớ. Đã mấy tháng qua em rất nhớ anh, em muốn anh đến thăm em. Đêm nay em viết thư gửi đến thăm anh và mong anh luôn bảo vệ sức khỏe. Anh yêu của em, riêng em vẫn khỏe và lúc nào cũng nghĩ đến anh, và em luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ của đảng đã giao. Năm nay trên đơn vị em chỉ tiêu rất lớn, phải sản xuất đủ vũ khí kịp thời để cung cấp cho chiến trường.
Hiện nay chiến trường rất ác liệt. Anh yêu của em chúc anh luôn giữ gìn sức khỏe, cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ ở trên giao. Anh hẹn ngày đến thăm em nha. Cuối thư, em Sung, Nguyễn Thị Sung. Ông có một cái dòng chảy ký ức nào nhớ là những cái bức thư ngày xưa ông đã gửi cho bà không? Có chứ. Con không biết là cảm giác của ông bà như thế nào, nhưng mà khi mà con đọc những cái dòng chữ này nè, cái trong đầu con hình dung ra một cái hoàn cảnh lúc đó, nó ở hiện tại ngay trước mắt con luôn á. Đó là những cái hình ảnh ông đang ở trong chiến trường, ông đang ở trong rừng rất là cực khổ. Còn bà ngoài đây thì bà cũng vẫn tiếp tục cưa bom, cưa đạn để mà bà chế tác vũ khí, và bà gửi những cái nỗi niềm thương nhớ về cho ông. Trong lòng mình có dâng dâng lên cảm xúc không ạ? Cảm xúc có chứ. Trời, người chiến trường mà viết thơ không cần nói dài, nói ngắn gọn, dễ nghe. Giờ khi đọc thơ và còn mắc cỡ nữa đó. Ngày xưa bà viết thơ cho ông á là mình trốn vô phòng mình viết, hay là mình viết cái lúc cưa bom hả bà? Viết thôi lúc ví dụ như đợi mấy chị ngủ hết á, cái mình có cái đèn trong bằng dầu á, cái mình ngồi mình viết cũng mấy tiếng hồ ngồi đó coi như văn hóa mình cũng kém, mà ngồi viết được một thơ vậy thấy nó cũng lâu. Mấy tiếng hồ mới được đoạn thơ ạ. Ừ, viết rồi cái coi tới coi lui rồi xé. Viết một cái vậy, lúc mà ra ngoài học á, một miếng giấy trật cả 50 cái chính tả. Ông có viết thơ ngược lại cho bà không? Ông viết nhiều, ổng là viết nhiều nhất. Mỗi lá thư của ông viết bà đọc mấy lần? Buồn buồn nhớ lấy ra đọc. Chắc đọc nhiều lần lắm hả? Đọc nhiều. Có giờ đọc thư của ông ngồi khóc không bà? Không, không có khóc mà buồn. Buồn. Nào nhớ quá có khi ngủ cũng không được. Buồn vậy. À, nhớ ông vậy đó bà nhờ. Nhưng cũng ráng. Hay quá, ngày xưa họ sống bằng những cái dòng chữ, sống bằng cái niềm tin, sống bằng sự thương yêu, chờ đợi thôi. Bây giờ là chương trình cũng có một cái phần quà bí mật dành tặng cho ông bà. Con xin mời ông bà hướng mắt lên màn hình. Hai ông bà là như hình như bóng, như mộng. Đi sáng mơ thì ông cứ kêu ông dậy trước. Khi bà dậy trước thì dậy xong mới kêu gọi dậy thôi ra tập thể dục. Hai ông bà tập xong cái ngồi là hai ông bà pha ấm trà, lấy hộp bánh ra, người ăn một cái. Rồi uống ly trà, có khi có bữa là vẫn uống một ly ngũ cốc. Xong xuôi sáng ông chở bà đi chợ. Về chợ ra ngoài kia thì cũng có một cái vậy như là ngồi tụ hội lại những người bạn già, uống cà phê. Chốc lát ông chở bà về. Ba người con lúc nào cũng ngồi theo ông bà. Tới nữa không biết có bằng ông bà không, có cái tình cảm của ông bà quá khá tuyệt vời. Hồi đó tính sao hơn ông, lúc mà nghĩ là mày làm lúc đó ba mẹ cũng chẳng nghe, không nghe lời, chừa cãi. Ông bà cũng nói riết chi, nói cho đừng làm cho ba mẹ buồn. Nó sống còn nhỏ tới giờ thì ba mẹ đã lo hết rồi. Mình lớn mình có gia đình thì cũng mình cũng phải tự sắp xếp, mình phải lo cho mình chứ. Ông bà lúc nào cũng theo đuôi, cũng hộ tống. Lúc đó mẹ bệnh dữ lắm. Thời gian tính đâu mẹ vừa qua không thôi. Rớt là bệnh đủ tai, trẻ ngủ. Rồi rớt nữa là dạng như có một cái khía cạnh ở dưới là bị chết. Lúc đó là mơ mơ thì sao mẹ mình chết. Hả? Thì cũng nó cũng chở đi trị chỗ này, chỗ kia đi trị cũng nhiều chỗ lắm. Nó muốn nhất của anh bây giờ là ba mẹ mình sống vậy như là ráng vừa giờ sức khỏe, sống với con cháu trăm tuổi già. Còn cái nguyện của mấy anh em thì nói nếu là điều kiện thì vậy như là cứ mỗi năm tạo một cái cơ hội dắt ba mẹ mình năm nay vậy như là năm nay cuối năm nay thôi là dắt ông ba mẹ đi Phú Quốc. Tại sáng năm ba mẹ mình dắt ba mẹ đi Cái Trang, cứ mỗi năm là gia đình sum họp là đi chuyến vậy, đi trong vòng 3 ngày 4 ngày là đi về. Ba mẹ mình vui là vậy, đi chơi là ba mẹ mình vui. Ông bà ơi, cảm giác của ông bà sau khi mà nghe xong những dòng tâm sự của người con trai của mình thì ông bà cảm giác như thế nào? Cảm giác thấy hạnh phúc. Dạ.
Còn bà thấy con mình nói như thế và cảm nhận thế nào? Sanh ra rồi nuôi nó đến bây giờ thì đứa nào nó cũng trưởng thành. Trải qua gần 50 năm thì ông bà có bí quyết nào để giữ vững cái hạnh phúc ở trong vòng gần 50 năm không bà? Thương con bây giờ làm sao ráng lo. Đời bao cấp, tụi tôi được phải nuôi con mà lúc còn nhỏ. Phải bỏ ra nuôi heo, phải bỏ ra mài ốc, làm sơn mài. Còn bà? Ví dụ như vợ chồng mà cái gì đó khó khăn cũng phải trao đổi nhau. Cảm ơn ông bà rất là nhiều. Yêu con, thương vợ, nuôi giữ cái mối tình hơn gần 50 năm. Dạ, một lần nữa cảm ơn ông với bà đã tham gia chương trình.